Hi chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với ARK. Hôm qua mình đã có được cái con gì khủng long mới, chicken mới, các bạn thấy đẹp không? Nhìn nó y như là con sừng bò vậy, y như là chicken thêm chicken kiểu như là tiến hóa và thành mọc lông luôn á, các bạn nhìn nào. Đó, thay vì cái sừng trên đầu này nó bẻ xuống lại, cái sừng xuống dưới cái bụng để cho nó giống lại với con người ta, giống con heo nọc xia các bạn, hình như là gừng là như vậy. Để mình bắt con rồng lên á, chỉ để đây là tí hồi mất luôn á. Có biết không? Ok, lên vai đó, mình sẽ cưỡi con này. Con này đi rất là nhanh luôn nha mọi người. Con này cũng là trong Jurassic World này. À gì vậy? Ui, một cặp luôn. Wow, mình quýnh cái nó lại dứt mình liền luôn. Con này là Sinoceratops, con này bữa mình bắt lần rồi. Ủa chạy kìa, thôi dở, thôi thà nó đi, lấy đà chạy nè. Ủa chỗ này một đùi luôn các bạn ơi. Đó, con này chạy cũng nhanh như là chạy giống như Chike. Con này cái start của nó mạnh hơn Chike thôi, không biết nó quýnh lại mấy con kiểu như Eternal không ta. Con này turbo có 2000 à, thôi quýnh không lại đâu, quýnh Eternal là chết luôn á. À, để mình qua mình kiếm cái con gì ta, cái con Dilo hệ lửa không ba, nhìn rất là đẹp. Một nhát hút cũng rất là đau các bạn, hút nè, lấy đà, lấy đà, lao lên. Ui da, ôi hôm nay con này quấn nhau ra cái sáng. Thôi để mình giúp giúp nè, rồi mình giúp nè, nè giúp nè nè, trời mẹ châu ơi, châu nè, sập sập nguồn, sập nguồn, sập nguồn, sập nguồn, sập nguồn. Con này hình như à đây rồi các bạn ơi, con đi lô lửa đây nè, 121.000. Nó hiền queo các bạn ơi, hình như nó không dám tấn công con này. Đi lô lửa hả? Con này bắt được không ta? Ồ, hình như hơi bị mạnh đó. Dù nó vô cái góc 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 kẹt nè. Đó. Ui, mình chạy nó bỏ luôn ghê hả? Wow. À, wow, cây cung này khủng ghê các bạn. Cái mũi tên này khủng ghê, bắn một phát 50.000 turbo luôn. Trời, vậy mà mình không biết. Thế là xong mày với tao rồi. Không hả? Nó né khó đi lắm, khó bắn lắm. Xuống sát bắn cho nó dễ. Có ai bắt khủng long như mình không? Bị cắn một cái. Ây! Ui, đừng 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 đừng. Ui, ui, ui. Ui. Ok, nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Mày hổn nè. Xíu. Cái gì? Con này bố láo vậy? Mày cứu không? Cứu. Vô, vô đây, vô đây, vô đây. Mày láo, láo, láo à? Mày con ba ra mắt dạy. Mày hả rùa, định cắn tao nữa hả? Tuổi, 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 tuổi. Khủng long ăn cỏ đầu quýnh mình. Mày nữa, mày nữa, mày nữa. Lỡ chúng có ca dí. Con đi lô lửa các bạn. Ui, đẹp quá vậy. Ui, nhìn cái mẫu đẹp ha. Được á, bắt luôn. Ăn không? Ở thêm bên nè, để mình có cái bình màu xanh không? Không có cái bình thêm bên rồi. Không có cái bình thêm bên rồi. 0% như vậy biết bây giờ nó đói trời. Bây giờ đi giết con rắn á, giết con rắn thì may ra có cái
Có cái bình kia thôi, hình như đây có con rắn nào mà không biết nó ra đồ không ta. Cái này nè. Ấy á. Ủa chắc bự trời. Ủa nó chết ghê các bạn nhìn nè. Ui, có đâu mày? Không, thường là dưới mấy con đó nó có cái bình kia lắm. Có bình mà trừ hết thức ăn á mà mình sẽ có được cái kia. Những cái bạn qua coi cái khu vực bên đây. Cái gì mà có một cái thác nước à, gần như là cả chục con piranha ở trong đó. Bơi qua. À, cá sấu rồi tùm lum hết. Đó đó đó, cá sấu kìa. À, các bạn nhìn cái hồ nè. Trời, con chim ở trên này nó mè ăn cá kìa. Các bạn thấy không? Cá đồ lên bờ luôn rồi, bơi lộn 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 sao ra 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 ngoài rìa cái chết ngắt luôn. Rồi có một xíu nước thác nước kìa. Mà cá không là cá, mình cũng chẳng hiểu cái chỗ này là chỗ gì nữa. Rồi, cái này là đã tự chết nè. Ê, bị gì á? Cái map này nó bị lỗi chỗ này hoài ta. Cái này như là ảo á, thường là dưới nước không có nằm được đâu. Gì vậy? Gì trời, bị... À, chỗ này là chỉ bất tử sao? Nó cắn được mình không? Đâu cắn mà đâu. Thôi mặc cái bộ đồ cho chắc. Rồi nãy mình chết luôn rồi. Hai. Mất cái bộ đồ cá đích của mình rồi. Thôi mặc đồ chiến binh như vậy. Đó các bạn thấy không? Thấy con bi ra nhà mà nó bơi lên bờ. Ê, cắn mình kìa. Ghê không? Các bạn thấy lần đầu cá bên bờ không? Bựa thiệt chứ. Chỗ này tự nhiên nó cho ra cá được, mình cũng không tin được luôn á. Mà nó bơi xíu nó bị chết liền à, bị con chim này nó cắp lên à. Mấy con kia nó tỉnh nó chưa ta? Chưa tỉnh nữa ta, sao lâu quá vậy? Ôi con gì đây? Ủa con gì lạ vậy ta? Ui, con rùa như mắc cười quá mọi người. Ui, nhìn vui nha, con rùa nhìn mắc cười quá à. Ơi bắt con này đi. Ủa sao này mình bắt tùm lum hết vậy ta? Rồi hết đạn rồi. Ok, cái súng 10.000 turbo của mình. Tính ra là cái súng của mình nó còn cùi hơn cả cái cung nữa. À quên, súng dưới nước bắn không được. Lên trên thì không thấy đâu hết. Ok, nó đang bơi về hướng này đúng không? Rồi, ngóc cần câu luôn rồi. Ôi, con rùa này nhìn vui mọi người ơi. Con rùa này con tên gì á? Con này tên là... Matamanta Tuto. Tên gì lạ quá kệ đây, hốp luôn. À, con rùa nhìn quá là chất luôn. Mới vô chưa vô hết hai một khu bên đây. Ủa sao nhiều con lạ ta? Rùa này là rùa tiến hóa luôn à. Tiến hóa trong cái bên map này. À nó giống như con này nè. Roi da nè. Bước này mình để ở đây. Con kia chưa tỉnh á. Rồi mà để con rùa tỉnh luôn là bắt rồi cho nó về luôn. Cho tụi này về cho một nhà. Cái gì? Mày biết lợi dụng ghê đó. Qua cắn như thiệt. Lợi dụng vừa phải chứ mày. Ủa sao con này thêm mình 0% hoài ta? Lâu gì ta? Để mình chỉnh slum qua coi sao. Nãy giờ mà 0%.
đùa nhau chắc. Mày ăn hay không ăn thì nó 1 tiếng chứ mày. Hiện cái timing mà nó không chịu ăn các bạn. Thôi lấy mình lên trên chỉnh sửa lỗi mua lại. Ăn hay cái gì, ăn hay không ăn nói một lời đi. Chỉnh giày là nó nhanh thời gian rất là nhiều luôn á. Vẫn không thấy đâu, có thử tìm mình mà không thấy đâu hết. Gì khó hả ta? Để mình chạy về nhà coi. Đâu quên. Đứng đó, đợi đó. Ra đây. Để lên trên kia. Lên trên đây là cái gì cũng thấy hết, leo con này cái gì cũng thấy hết. Cái bình đó chắc chắn ở trong bụng mấy con này nhiều lắm. Tao hết trơn rồi. Ôi, áo quá trời. À, đồ đây, đồ đây, đồ đây. Đúng rồi. Mặc lại bộ đồ có nào. Không có giày hả ta? Áo vô. Cái này từ vậy không có một cái bình nào hết hả? Kỳ ta. Ui. Con này tại sao lại nó hiện cái đầu này ta? Ôi, mình không có cái bình tem bên rồi. Sao có con cái con đi lô lại kỳ ta, mình nghĩ là dễ lắm mà. Thôi được rồi, lên. Đã đi săn thôi. Mấy cái đó quýnh có mấy con rắn là ra liền hả? Mình lừa đi chế quá. Mình đi săn mình kiếm. Ê con rồng nè, từ từ từ. Giết con rồng xương này trước đã. Trời con này cắn mạnh chưa? Ôi trời con Inferno cắn. Trời ơi kẹt chưa mày con rồng. Con rồng Skeleton. Skeleton rồng. Mày tuổi. Đúng là Inferno có khác các bạn, rất là mạnh luôn. Trắng ấy rồi, thấy rồi. Từ từ để giết cái xong đó. Cắn không? Cắn nhau à? Lửa, lửa. Tuổi đâu mà quýnh lại con này. Từ từ lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ. Loot đồ. Con này là loot. Trời, hôm trước mình loot được 20 trái mà sau này nó hết. Con này là Eternal Dino hết các bạn. Hình như do nó hết máu sao. Đây rồi, mình thấy con kia rồi. Đó, có liền bình. Để đi giết hai con đi. Bạn hình. Trời nó bị té, nó mất máu, nó cũng bị hiện hình nữa. Ủa sao ít rắn quá vậy ta? Ít chăn rắn quá vậy? Mình nhớ chỗ này nhiều lắm mà. Con này nó kẹt cũng đêm rồi. Cục đá thấp chuẩn mà lên được mày. Ôi chỗ này nhiều. Con này lấy đồ gì đây? Nè Dino Blood. Ở ngoài đây một tí nó bọn này sẽ chết hết rồi coi. Mấy con chăn, mấy con rắn đồ đâu hết trơn rồi ta. Cắn mày nè. Trời đất. Wow. Cắn một nhát 6 triệu chết luôn cái con mập địch này luôn. Ồ, ồ. Có một con Indo. Rồi rồi. Mày không có câu thứ hai luôn á ta.
Ai kệ nó. Được bệnh được, chỉ cần tới chỗ nó tỉnh á. Nãy mà chỉnh Solomon cỡ đó mà nó không tỉnh là các bạn biết rồi. Nó cần phải có cái bình này nó mới tỉnh được. À, rồi cho nó về nhà đi. Ôi cái khu này tụi bay đứng đông quá bay né bớt coi, giải tán giải tán. Trong đây nó có con Alpha Alpha Indoraptor, con Indoraptor nè các bạn. Con Alpha là mắt nó màu tím. Nó màu trắng, mắt màu tím đẹp lắm. Các bạn muốn mình làm con đó không? Mình sẽ đi săn con baby, mình nhưng con baby nó sẽ cắn mình. Nếu mọi người muốn thì mọi người comment bên dưới nha, để mình sẽ làm con Indoraptor mà Alpha cho mọi người xem. Nó chỉ có mắt, con mắt của nó thay đổi à, rất là mạnh. Ơi hình như có con Bunny với nữa đúng không? Ra ngoài. Ra ngoài đây. Con thỏ kìa. Má mình nuôi đa dạng hóa không? Con này không biết nó có chức năng gì nữa. Mà rất là trâu luôn. Rồi chắc mình đi chơi vậy đủ thời gian mà nó con thì nó tỉnh rồi. Tỉnh mới lạ luôn á. 0% nè. Ghê trời. Ủa con này nó ăn cái gì ta? What the hell? Nó không ăn thịt các bạn ơi. Nó thịt còn nguyên à. Thử thịt này coi. Mày cái tao cho mày một nhát luôn á. Xuống tao coi con rùa coi. Ồ ồ ồ ồ. Rùa cũng không ăn ta. Sao bọn bay chê đồ ăn của tao hết à. Đừng nói con rùa ăn trái cây chứ trời. Cá nè. Rùa ăn cá mà cho đấy. Đừng nói con này nó ăn trái cây nha mọi người. Mình cũng kỳ nó luôn á. Này ra mít râm không à? Này giống con ếch vàng quá. Ơi ơi ơi. Như bay ghê à? Đâu rồi? Hay là con đi lô nó ăn. Ê con này ăn trái cây thiệt trời. Dã man con này ăn chay mọi người ạ. Wow. Ôi, con làm yên nữa hả? À, đi theo ta nè. Các bạn thấy bay không? Bơi thành bay luôn. Ủa, con Raptor tỉnh đó kìa. Con cờ hó này đúng lâu thiệt chứ. Mình nghĩ đó, đi kiếm trái cây cho nó đó. Wow. Vô. Ghê vậy? Cái này là phun cục lửa luôn coi. Ô wow. Phòng chúng này coi. Mày đứng im coi. Mày ngu. Cắn nó. Ôi ôi ôi. Con này trâu á, biết ngay mà level cao quá. Cắn rùa chết nữa. Trời ơi. Ghê không các bạn nhìn ghê không? Mình vừa vớt. Vớt được con rùa với lại nhớ được con rùa với lại được con đi lô lửa rất là dữ luôn. Con này là hình như là mới nè. Con hồi xưa mình chơi đâu có con này đâu.
Ôi đẹp quá ta. Đi lô con này ở trong Jurassic World là cũng là thuộc tầm thứ dữ á. Được rồi, đem nó về. Hôm nay mình sưu tầm được quá nhiều con luôn. Con này bít cái bên vai. Thôi con này cửa đi. Ngồi về trước đi. Rùa đẹp quá. Cho mày về nhà trước nha. Tao đi hai con này. Thôi về trước đi. Ok. Này lên vai luôn. Không mình cưỡi mình bích cấp con này đi. Lên. Khủng long lửa. Mày chạy chậm quá vậy. Rồi, mình chưa cần tăng đam cho nó vội đâu. Đó, chạy vậy được rồi. Không ngờ cái cục của nó bây giờ thành cục lửa các bạn ạ. Ồ, đỉnh á. Ơi. Ơi nó nhảy lên nó cũng bành mang kìa. Ồ, đẹp ha. Rất là ok luôn. Ôi trời, chỗ này nhiều rùa vậy. Mới thấy con kia. Ủa trời, con rùa đỏ. Ui, con này đẹp hơn con kia đó các bạn ơi. Ui, con này đẹp quá à. Chết rồi, làm cái hồ nuôi động vật. Con này đẹp hơn con hồi nãy nè. Được, hốt luôn. Một viên này là chuẩn bị đi cờ nắc liền nè. Rồi. Mày ghê không? Bắn một cái nhìn mình đóng băng luôn. Cái cung xuyên vô đầu luôn. Quá dữ. Cung thì cũng ngủ thôi, không đủ chết đâu. Trái cây cho mày nè. Ăn đi. Rùa gì mà đi ăn trái cây tao cũng không biết mày được luôn á. Cho mày về nhà luôn. Ngon. Trời, hôm nay quá trời cũng mới luôn ta. Con rùa với lại con đi lô lửa. Hôm nay mình định đi săn cái con cá gì ta, con cá Anger khổng lồ các bạn, cái hàm răng cực kỳ kinh khủng luôn, đẹp lắm. Mình chưa tìm ra cái hồ cá mập búa nữa các bạn, con gì à? Hammer gì đó quên mất cái tên rồi. Mình như con này đẹp quá các bạn thấy không, con này đẹp chứng tỏ luôn á. Hồi xưa là con này chỉ có là phiên bản, mấy phiên bản trước của nó là nó chỉ bình thường, là nó chỉ có cái dạng như to hơn ET là mình cưỡi được là đã ghê rồi. Bây giờ nó có cái nguyên tố vào nữa thì con này mình nghĩ là sẽ rất là hot đấy. Ồ, nhìn đẹp chứ bộ. Cưỡi con này cái mình chỉ cần chơi cưỡi một con khủng long thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần mỗi tập mỗi cưỡi con mới thì mình đã thấy thích rồi. Mạnh. Mình nãy giờ mình chưa tăng đam bất kỳ cho nó luôn. Con chi kem mới cũng đẹp và con này cũng đẹp nữa. Đúng mà lửa cháy nó làm sấm sét nhiều nhiều lên nhìn cho đã các bạn ha. Rồi chúng ta về nhà rồi có cái hồ này, mình nuôi con rùa, vài bữa mình nuôi thêm con cá mập búa với lại con cá gì ta, con cá ăn chờ khổng lồ. Cái hàm răng nó bự như T-Rex vậy. Tính ra bự hơn luôn á. Ủa sao con này ngu ta? Tưởng không bơi. Ủa trời, con này đúng thì con này nó bơi. Con kia thấy khủng long chạy luôn. Khôn ấy. Đó, mình sẽ để mấy con rùa đây. Ủa. Hồi này có đi ra nha hả? Con cá đột biến kia để bên kia. Đó, để qua đây. Đấy, đi lô lửa. Con này chắc là vô cái hơi vô đây ở luôn rồi. Một chuồng trike khổng lồ. Này có thêm một con này nữa. Nhiều loại này là bốn loại rồi nè. Con này giống loại thứ tư nè. Trong bốn con này các bạn thấy con nào đẹp nhất? Mình sẽ nói cái chuồng mới nhưng hơi khỏi đi.
nó đẹp, mày ở chung với mấy con này cho vui. Đó, con này nè, mình thích con mới nhất, nó đẹp quá. Trời, bà này bắn đi nhanh vậy ta. Ok. Ở đây chắc bọn nó viêm chân luôn quá, ở dưới nước. Cho chỗ này nó có mình cho nó bằng à. Ấy da, trời mất cái giày đúng thiệt chứ. Lúc nào dậm chân cũng bị gãy chân hết. Thịt chín đâu rồi? Ồ. Sao có miếng thịt nào ăn hết ta? 280 cục. Đây rồi. Rồi để mình nấu thêm thịt coi. Ta 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 ta. Hết thịt rồi. Đây, hai con rùa mới. Một con rùa màu đỏ, một con rùa màu tím tím. Trời, đẹp quá ta. Ồ, hôm nay là màu đỏ sao á. Mình rất là thích màu đỏ luôn à. Con này tao bắt mày luôn nha. Chạy nữa ghê vậy. Bắt mày luôn. Đi đâu lông nhông ở đây? Để tao bắt đi rồi cho mày đi tự do. Con này ăn trái cây rồi. Sao hôm nay ngày của con mấy thú ăn trái cây sao ta? Đợi chút. Trái cây hả? Nhưng mà toàn mấy con ăn trái cây không vậy ta? Con này nắm giữ một kho tài trái cây luôn. Kho tàng chứ. Con này giống con combi quá. Rồi, nó không ăn rồi. Con này không ăn rồi. Con này hình như không tem được sao? Tại sao nó ghi lại bút phút tem mình ta? Có ăn đắt đâu. Cho anh ít thịt đùi con nào. Đấy. À, con này không ăn được đâu. Bỏ đi. À, con rùa này như là vẫn bơi được. À, các bạn hay đã không? Hình như này một cặp mà, không phải. Quá dữ luôn. Các bạn thích con nào nhất trong tập hôm nay? Hôm nay mình bắt quá trời luôn. Con lửa này để bữa sau mình đi quất không mấy con bự nó quấn lại không? Các bạn hãy dự đoán xem con lửa này quấn mấy con khác lại không nha. Rồi, chắc là video mình sẽ dừng lại ở đây. Nếu mọi người thích mình thì đừng quên bấm đăng ký và nhớ bấm cái chuông. Cũng như là like video cho mình nhé. Được rồi, chào mọi người. Bye bye.